là chương trình cân 5 câu cracking kinh khủng nhất, hay thi nhất, nhiều nhất. Nào, nhìn nhá. Rất nhiều bạn sợ cracking, yên tâm, chú Minh đây rồi, chú Minh Độ. C3H8. Ui nhiều thế, viết mỏi tay thế. Nhờ. C3H8. C5H10. C4H8. C3H6. C2H4. Ui. C5H12. H2. Dạ hồi dài thế. Khó. Đối với các cháu cứ dài là khó đúng không? Đốt cháy hoàn toàn x. Thu được nước. Số mol nước 8,64 chia cho 18 bằng 0,48. CO2 17,6 chia 44 0,4. Ok chưa ạ? Dễ không ạ? Ở đây chúng mình có tận hai cách làm cho các cháu cơ. Cháu thích làm cách nào? Để bài hỏi giá trị của M. Cách số 1 nhé. Cách số 1 nhìn này. Thực chất thì đốt cháy thằng C5H12 này, đốt cháy thằng X thì đều như nhau bởi vì nó nung nóng trong bình kín. Vậy thì coi như là đốt cháy C5H12 đi. Thì phải mình tìm được số mol C5H12 bằng N nước trừ NCO2 không ạ? 0,48 trừ 0,4 bằng 0,08 ạ. Được chưa? 0,08 thì 0,08 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 5 cộng 12 bằng 5,76 gam. Tô ngay được đáp án B. Ngon lành cành đào ạ. Dễ không ạ? Dễ cực. Cách số 2 là gì ạ? Thằng này hydrocarbon, thằng này hydrocarbon, tất cả bọn này là hydrocarbon đúng không? Thế có phải chúng mình luôn có một công thức thần thánh là khối lượng của hydro carbon có phải luôn bằng 12 lần nhân với n của CO2 cộng với lại 2 lần n của nước không ạ? Vậy là bằng 12 lần nhân với 0,4 cộng với 2 lần nhân 0,48 không ạ? Bấm máy tính thì nó cũng bằng bao nhiêu ạ? Nó cho mình bấm nhé. 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,48 bằng 5,76. Được chưa? 5,76. Chúng mình còn cách số 3. Quy đổi hỗn hợp này về carbon và hydro, bảo toàn carbon 0,4, bảo toàn hydro 0,48 nhân 2. 0,48 nhân 2 bằng bao nhiêu? 0,96. Đến đây bảo toàn khối lượng 0,4 nhân 12 cộng 0,96 nhân 1 bằng cũng bằng 5,76. Ba cách, thích làm cách nào làm. Dễ không ạ? Quá dễ. Sang câu số 2 nào. Sang câu số 2 nhá. Hãy share video này bởi đây một video free ạ. Giúp cho mình tag tất cả các bạn và cháu ở đây ạ. Nào, cracking 40 lít butan cơ. Cracking 40 lít butan. C4H10 cho 40 lít. Thu được 56 lít. Hỗn hợp A gồm hydro này, C2H4 này, CH4 này, C2H6 này, C3H6 này, C4H8 này, C4H10. Dầu nhiều thế. Thế này thi kiểu gì? Đề khó thế. Thể tích cùng đo điều kiện nhiệt độ áp suất. Giả sử chỉ có phản ứng tạo ra sản phẩm trên hiệu suất. Ủa, hỏi hiệu suất. Căng ý. Nói cho mình làm nhá. Nhìn kỹ này. C4H10 thì cracking thì nó có thể tạo thành C4H8 cộng H2 đúng không? Nó có thể tạo thành C4H10. Nó có thể tạo thành C3H6 cộng CH4 đúng không? Nó có thể tạo thành là anh C2H4 cộng với C2H6 đúng không? Thế ở đây các cháu nhìn này, này. Bên này chỉ có một khí. Tạo thành bên này là hai khí. Được chưa? Một khí CH4 tạo thành hai khí. Vậy ở đây này, anh này là 40. Đây là ban đầu. Phản ứng thì ta chưa biết, đặt là x. Sau phản ứng, đây x nhân 2 bằng 2x. Vậy phản ứng đây là 40 trừ x. Đây là 2x. Được chưa? Vậy chúng ta có số mol khí sau phản ứng, đề bài cho này. Khí sau phản ứng là 56. Thì số mol cũng chính là thể tích tính toán bình thường.
Vậy mình có này, 40 trừ x cộng 2x bằng 56, suy ra x bằng 16, hiểu không ạ? X bằng 16 xong rồi. Suy ra hiệu suất bằng 16 chia cho 40 nhân 100%. 16 chia 40 nhân 100 cho bao nhiêu? 16 chia 40 bằng nhân 100 bằng 40%. 40%. Dễ hơn. Dễ hơn hơn. Dễ hơn cả hút cháo luôn. Đúng không ạ? Đấy, các cháu thấy dễ không? Đấy, chúng mình tủ cho các cháu 5 câu hydrocarbon cực kỳ hay thi về phần cracking nhá. Ok. Ngon lành cành đào. Câu số 3. Câu số 3 khó một chút nữa. Cracking khí butan C4H10 sau một thời gian thì thu được 45 lít. 45 lít hỗn hợp gồm CH4 này, C2H6 này. Ui vân 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 kệ 4 đó. Không nhưng vẫn phải ghi đi ạ. C4H10 này, H2 này, C2H4 này, C3H6 này, C4H8 này. Căng nhờ. Hiro nữa. Đây là x. Cho toàn bộ x lội chậm qua dung dịch brom dư. Brom dư nó giữ lại hội nào? Nó giữ lại thằng CH4, C3H6, C4H8. Thu được 30 lít hỗn hợp khí Y. Vậy 30 lít Y này gồm CH4, C2H6, C4H10, H2. Thế mà đây nó hỏi là gì? Hiệu suất phản ứng cracking butan. Đây, quay trở lại cái phương trình để chúng mình biết. Các cháu nhìn nhé. C4H10. Mà nếu mà cracking thì nó tạo thành một thằng alken cộng một thằng hydro này. Hoặc một thằng alken cộng một thằng ancan, một thằng alken cộng một thằng ancan. Vậy chuẩn ra nó có phải như này không? Chúng mình chơi kiểu này được không? Chúng mình viết thế này được không? Tổng quát ra có phải như này không nhá? C4H10 cracking thì tạo thành một thằng ancan cộng một thằng alken. Đúng không ạ? Được không ạ? Thế vậy ở đây này, ở đây chúng mình tìm được số mol alken được không? Số mol alken có phải bằng số mol ban đầu là 45 trừ đi 30 không ạ? Đúng không? Đây ban đầu không biết, đây phản ứng, đây sau. Thì có phải tổng là 45 lít mà chỗ này 30 lít, vậy chỗ này bằng 15 lít rồi. Vậy alken bằng 15. Được chưa? Đây 15. Được chưa? Vậy đây 15. Được chưa? Bây giờ mình cần tìm C4H10 ban đầu. Thế mà sau khi phản ứng mà tổng ở đây bằng 45. Sau phản ứng tổng bằng 45 nhá. Mà sau phản ứng ở đây có 15 cộng 15 là 30 rồi. Đúng chưa? Sau phản ứng là bằng 45. Thì có phải là bằng, sau là 45 có phải bằng C4H10 cộng với lại ancan cộng với lại alken không? Vậy đến đây chúng mình tìm được số mol C4H10 dư là 45 trừ 15 trừ 15 bằng 15 không? Vậy suy ra số mol C4H10 ban đầu là 15 cộng 15 thì bằng 30 không? Vậy tới đây chúng mình tìm được hiệu suất bằng 15 chia 30 nhân 100 thì bằng 50%. Đáp án đúng đáp án D. Đúng chặt luôn. Làm câu này lấy 10 hóa luôn còn gì nữa. Mấy câu này mấy câu tủ. Thế ở đây chúng mình làm ra một cái giải nhanh hơn nhá. Là chúng ta luôn luôn có số mol alken luôn bằng số mol ancan phản ứng. Ancan phản ứng luôn bằng số mol của hỗn hợp tăng. Được chưa? Đóng khung cái này lại. Đây là với bài toán cracking. Nhớ chưa? Với bài toán cracking thì được ứng dụng như vậy. Sang câu 4 thế nào? Ứng dụng chưa làm nhanh chúng mình chưa nào? 11,2 lít pentan C5H12 0,5 thu được hỗn hợp X. Trong đó chứa một hydrocarbon mà đem đốt cháy, gồm rất nhiều thằng, mà đốt cháy một hydrocarbon trong này, đốt cháy hết toàn bộ hydrocarbon, đốt cháy toàn hết toàn bộ X thì thu được CO2 0,5
và nước 0,6. Được chưa? Trong đó có chứa một hydrocarbon mà khi đem đốt cháy hết toàn bộ hydrocarbon này thì thu được. Ui thế thì dễ. Thế thì mình nhìn thấy N nước lớn hơn NCO2, vậy thì chắc chắn một thằng hydrocarbon này thì chắc chắn nó là anken rồi, và mình tìm được là số mol cháy của nó. Số mol cháy của hydrocarbon bất kỳ này bằng 0,1. Vậy suy ra nó là gì ạ? 0,5 chia 1 là C5H12. Vậy suy ra hydrocarbon mà mang đốt cháy này chính là anh C5H12 dư. Được chưa? Và số mol của nó là 0,1. Thế mà C5H12 dư là 0,1, thì ở đây chúng ta sẽ tìm được số mol của C5H12 phản ứng có phải bằng 0,5 trừ 0,1 bằng 0,4 không ạ? Vậy tới đây chúng ta tìm được hiệu suất 0,4 chia 0,5 nhân 100% thì bằng 80% không ạ? Quá dễ đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng đấy. Sợ cái gì ạ? Có chú Bình đây còn kinh cái gì nữa. Chú độ hết nhá. Nguyên tim đi vào hết. Cân tim. Câu cuối cùng ạ. Cracking C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp gồm CH4, CH6, CH4, C3H6. Giờ mình ghi này để chơi thôi đúng không? C4H8, C4H10, hiro dư, kệ 4 đó, đi qua brom dư thì nó giữ lại hết tụi anken và thoát ra 25 lít y. Xong rồi đấy. Chúng mình có công thức gì giải nhanh đi ạ? Chúng mình vừa chứng minh ạ. Đây. N anken bằng N ankan phản ứng bằng N hỗn hợp tăng. Được chưa? Vậy này, 35 mà thoát ra 25, vậy anken còn 35 trừ 25 bằng 10. Ok. Được chưa? Vậy mình có này, N của anken thì bằng N hỗn hợp tăng thì bằng 10 lít. Vậy suy ra N của C4H10 ban đầu, mình cứ coi lít là số mol tính toán bình thường đi ạ, thì sẽ bằng là 10 cộng với lại 35 bằng 45. Được chưa? Vậy tới đây mình tìm được hiệu suất bằng số mol phản ứng là 10 chia 45 nhân 100. 10 chia 45 nhân 100 là bao nhiêu ạ? 10 chia 45 nhân 100 22,22. Ơ sao lẻ thế? Từ từ. Thoát ra 25 lít mà. Y 35 lít hỗn hợp hydro đi qua nước brom dư. Đúng rồi. 35 lít hiệu suất phản ứng cracking, 35 cộng 10 bằng 45. Đúng. Không có sai. 10 chia cho 45. Sorry các em, ở đề này chúng mình làm lỗi đề 22,2%. E. 22,2%. Ok. Cái này chúng mình làm lỗi đấy. Làm đề lỗi.